Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của đồng hồ Minh Triệu. Chiếc đồng hồ mà mình đang cầm trên tay là một chiếc mang trên mình thương hiệu Ogivan đến từ Thụy Sĩ. Chiếc này có mã quốc tế là 356AG-029. Sở hữu mặt dial màu đen kết hợp với màu trắng. Cọc số trên chiếc này được thiết kế theo dạng số Arabic, được trải đều từ 1 cho tới góc 12 giờ của chiếc đồng hồ. Các cọc số được thiết kế màu trắng để tạo sự nổi bật với phần nền dial đen bên dưới. Hai kim giờ và kim phút trên chiếc này được thiết kế theo dạng kim lá liễu và cả hai kim đều được phủ một lớp dạ quang bên trên để anh em có thể nhìn rõ giờ trong điều kiện thiếu ánh sáng. Kim dây được thiết kế vô cùng độc đáo với màu đỏ để tạo điểm nhấn trên chiếc đồng hồ. Anh em có thể quan sát góc 4 giờ, dòng chữ Ogivan được thiết kế cách điệu và biểu tượng chú cá nhảy là logo của thương hiệu này. Nổi bật nhất trên phần dial là hình ảnh đại bàng, tượng trưng cho sự tự do và hoàn thiện. Không chỉ vậy, nó còn là biểu tượng của sự mạnh mẽ và tự do trong cuộc sống. Ngoài ra, đồng hồ Ogivan còn thể hiện tinh thần kiên nhẫn và quyết tâm, sự tự do và thăng hoa. Thiết kế độc đáo và tinh tế, cùng độ tin cậy và chất lượng là biểu tượng của sự mạnh mẽ, đẳng cấp dành cho chủ nhân của nó. Phần thiết kế open heart ở góc 12 giờ, nếu như không nhắc tới thì thực sự là một sự thiếu sót. Phần open heart được tạo hình đầu của một con đại bàng hết sức chi tiết. Với phần lộ tim như thế này thì anh em có thể dễ dàng quan sát rõ chuyển động của Biden Wheel sâu bên trong bộ máy. Với size mặt là size 40mm cùng với độ dày tương đối, đây là một size trung bình. Do đó, các anh em có cổ tay trung bình và tay to khi lên tay sẽ vô cùng cân đối và vừa vặn. Phần thân vỏ của chiếc này toàn bộ được cấu tạo bằng chất thép 316L cực kỳ sáng bóng, kết hợp cùng với mặt kính sapphire nguyên khối để giúp anh em có thể tránh được những vết xước. Phần thân bên trái góc 9 giờ được chạm khắc dòng chữ Ogivan đầy nổi bật để người dùng dễ dàng thấy được tên thương hiệu đã sản xuất ra chiếc đồng hồ đầy tính thẩm mỹ như vậy. Hai bên hông được thiết kế trơn bóng cùng với phần niềng được thiết kế chia tầng để giúp cho phần mặt số của chúng ta càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Phần núm của chiếc đồng hồ được trang bị dạng núm skew down, nghĩa là núm vặn cổ chai để giúp tăng thêm độ chống nước trên chiếc đồng hồ. Chiếc này được thiết kế theo dạng núm quả quýt với xung quanh núm được thiết kế các cạnh khía để giúp anh em dễ dàng lên cót cũng như là kéo núm ra để điều chỉnh ngày và giờ. Trung tâm phần núm được chạm khắc biểu tượng chú cá nhảy là logo của thương hiệu Ogivan, được hoàn thiện rất chi tiết. Chiếc Ogivan của chúng ta được trang bị một bộ dây da cá sấu màu xám và đi kèm với đó là một bộ khóa bướm. Chiếc khóa này cũng được cấu tạo bằng chất thép 316L giống như là phần thân vỏ của chiếc đồng hồ vậy. Trung tâm phần khóa được chạm khắc dòng chữ Ogivan, được hoàn thiện rất chi tiết. Mặt sau của chiếc đồng hồ được thiết kế lộ máy để vô diễn ra chuyển động của một cỗ máy cơ khí. Mang trong mình cỗ máy ETA 2824 với 25 chân kính, tần số dao động là 28.800 VPH cùng với khoảng 38 giờ tích cót. Quả văng được chạm khắc biểu tượng chú cá nhảy cùng họa tiết đánh vân, được hoàn thiện rất chi tiết. Bên ngoài phần mặt đáy còn được chạm khắc rất nhiều thông tin như Swissmade, nghĩa là sản xuất tại Thụy Sĩ, All Stainless Steel, toàn bộ được làm bằng thép không gỉ. Water resistant, độ chống nước trên chiếc này là 5 ATM, tương ứng với 50 mét nước. Anh em hoàn toàn có thể đi mưa rửa tay thoải mái mà không lo vào nước. 356AG-029 là đầu mã sản phẩm trên chiếc này cùng với nhiều thông tin khác. Trên thị trường hiện nay, chiếc Ogivan này rất hiếm và đang được bán với mức giá retail khá là cao, loanh quanh khoảng hơn 40 triệu. Bên mình mới về một sản phẩm lướt, đã qua sử dụng nhưng tình trạng vẫn còn như mới, đạt đến 99%, giao lưu anh em mức giá cực tốt chỉ 15.500.000 đồng. Vừa rồi, mình đã cùng anh em chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp của chiếc Ogivan này. Và nếu anh em quan tâm, anh em có thể đến ngay địa chỉ đồng hồ Minh Triệu tại 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để lấy tay thử sản phẩm. Nếu anh em ở xa, bên mình có hỗ trợ ship COD, anh em được kiểm tra hàng và thanh toán cho bên chuyển phát. Tuy nhiên, với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% để bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.
bye.